Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với cái video hôm nay. Và trong cái video ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách là để lưu trữ cái tài liệu, cái file ảnh với cái file video, đặc biệt là file ảnh với file video lên trang trên mạng internet rất là hay và backup một cách rất là tự động. Được chưa? Rất là hay luôn, cực kỳ hay luôn. Như mình đã nói ấy, thì mình sẽ sử dụng đó chính là cái phần mềm Google Photo là nhiều. Qua đó các bạn cũng có thể sử dụng một số phần mềm Imgu. Đó, đọc theo tiếng Việt là Imgu. Cái phần mềm này này cũng có thể lưu và share ảnh lên trên mạng internet cũng rất là hay. Được chưa? Những cái phần mềm này nó lưu trữ rất là hay. Đó, lưu trữ rất là hay. Hoặc là các bạn có thể là cho một số trang nữa, ví dụ như những cái trang lưu ảnh ấy. Đấy, những cái trang lưu ảnh nó rất là hay, các bạn có thể tham khảo thêm. Nhưng mà mình thường dùng sử dụng nhiều ấy, đó chính là Google Photo với Google Drive. Được chưa? Đó. Google Photo nó rất tiện lợi là cái app Google Photo ấy, các bạn có thể tải về trên hệ hành Android với iOS. Khi cái này ấy, khi mà có mạng internet ấy thì khi các bạn chụp ảnh ở trên điện thoại ấy, nó sẽ đồng bộ lên Google Photo luôn. Được chưa? Nó rất là hay ở cái chỗ đó. Đó. Và chúng ta thoải mái lưu rất là nhiều hình ảnh ở trên này đó. Google Photo lưu miễn phí, được chưa? Đó, các bạn có thể lưu miễn phí không giới hạn dung lượng, nhưng mà chất lượng ảnh của Google Photo ấy nó sẽ phải đặt ngưỡng. Ví dụ như video các bạn không thể lưu ở chế độ phân giải 4K, các bạn tải 4K lên thì Google Photo chỉ nhận ở 1080 mà thôi. Đấy, ví dụ như ảnh ấy, ví dụ như ảnh hình như là ảnh ở trên Google Photo là không quá bao nhiêu nhỉ? Lưu trữ ảnh hình như là không quá 20 được ạ. Đấy, thì lưu trữ ở trên Google Photo là ảnh là không quá quá 20 được ạ. Đó, mình thường lưu lưu trên Google Photo rất là nhiều. Đấy, chạy nên ở đây có một cái bài viết chia sẻ về cái dung lượng của file cơ nhỉ. Đấy, nhưng mà thường là mình sẽ Google Photo ở một đợt đây này. Chiếm dung lượng diện tích ở đâu nhỉ? Có nghĩa là Google Photo thì không giới hạn dung lượng, nhưng mà nó sẽ không đạt ở dung lượng tối đa, nhưng mà nó vẫn nét hơn các bạn tải lên Facebook đấy các kiểu. Đấy, nó hỗ trợ các định dạng, nó hỗ trợ bắt đầu từ tháng 6 2010, tháng 6 2012, mùng 6 tháng 12 2018 ấy, bao gồm các định dạng này đấy, được dạng MP4, MOV, MKV, MPG đấy, đó, M2TS đấy, nó đều hỗ trợ tải lên Google Photo đấy, phải không ạ? Rất là hay, cả video lẫn cả hình ảnh các bạn ạ. Đó, mặc định đó. Đấy, thường mình sử dụng cái Google Photo này lưu, nói chung là nó lưu hay miễn phí đó. Khi các bạn ví dụ như các bạn đôi lúc các bạn ấy vào trong cái nội dung video của chúng ta ấy, các bạn đã thấy là có khi các bạn một cái video các bạn xem này, một cái video hoặc là một cái gì đó các bạn chụp ảnh ấy, đôi lúc các bạn lên hàng mấy gì, có khi các bạn đi chụp khoảng vài tiếng ấy, có thể đầy luôn bộ nhớ rồi. Vậy làm sao nó để lưu được? Đó, các bạn chỉ lưu những cái ảnh bình thường thôi chứ, những ảnh mà nổi bật chứ, còn cái ảnh mà các bạn đã có cực kỳ nhiều, các bạn những gọi là cái ảnh nháp ấy, các bạn chụp nhiều ấy, các bạn sẽ không để ở trên máy được, nó rất là đầy. Ví dụ như ở đây các bạn này, để nguyên một cái tút mà mình chạy này, nó đã lên tận 25 GB rồi, chỉ trong ngày hôm nay thôi, 25 GB các bạn ạ, 25 GB, thấy chưa, 25 GB. Vậy ổ cứng làm sao mà lưu được, các bạn phải đẩy lên đám mây hoặc là lên những cái Google Photo hoặc là Google Drive chứ các bạn ạ. Đó, Google Google Drive, các bạn sẽ chụp ra nhiều ảnh, sau đó các bạn sẽ lấy những cái ảnh đẹp nhất đó các bạn ạ. Đấy, hoặc là Google Drive đấy, lưu ở trên Google Drive này đó, hoặc là Google Photo. Các bạn xem này, Google Photo các bạn phải đầu tiên các bạn nói truy cập vào Google Photo ấy, các bạn chỉ cần ví dụ như ở đây ảnh này, ở đây các bạn đăng nhập cái này vào trong app ở trên Android ấy, nó có một cái app ấy, được chưa? Đó, ví dụ như ảnh này các bạn xem này,
Đấy, những cái ảnh này các bạn lưu trực tiếp, nhưng mà nếu mà ở trên điện thoại nó sẽ tự động đồng bộ. Đấy, kéo vào đây các bạn chọn này, chọn unlimited này, đấy chọn ở group 2 này, đó nó sẽ không giới hạn dung lượng này, bây giờ nó sẽ tải lên, các bạn thấy chưa đó. Đây đó, xem này, đó đây là những cái hình ảnh này, thấy chưa đó, những cái hình ảnh này chúng ta sẽ đưa lên, chúng ta tải lên đấy, chúng ta tải những hình ảnh này lên, các bạn thấy chưa đó, chúng ta tải những hình ảnh này lên đấy. Những cái hình ảnh này thường là ví dụ như bây giờ nó hơn 20 thì nó có thể giảm xuống tầm khoảng 20 mà thôi. Đấy, ta sẽ lưu những hình ảnh này lên các bạn. Đó, thấy chưa? Đó, nó sẽ có ở trên như này. Đó, nó sẽ ngày today là ngày hôm nay, các bạn thấy chưa? Today là ngày hôm nay, nó sẽ tự động lưu. Và nó cái này nó tự động đồng bộ luôn. Nếu mà các bạn có mạng ấy, các bạn chụp ở trên điện thoại ấy, nó sẽ tự động đẩy lên Google Photo nếu các bạn đã có cài app Photo vào trong điện thoại của bạn ấy. Nó sẽ tự động đẩy ảnh lên. Đấy, khi mà nó đã tự động đẩy ảnh ấy, các bạn chụp một cái có mạng nó sẽ tự động đẩy đẩy lên, các bạn xóa ở trên điện thoại thì nó vẫn lưu ở trên Google Photo, lâu ngày các bạn sử dụng vẫn được đó. Ví dụ như các bạn xem ở cái chỗ này này, đấy đó, ví dụ như ở đây này, nó đồng bộ từ cái điện thoại của mình lên rồi, mình không không cần làm gì cả, chỉ cần có mạng internet là nó tự đồng bộ lên đây, các bạn thấy nó rất là nhiều ảnh luôn đó. Mình đã ứng dụng cái Google Photo này cách đây khoảng 4 đến 5 năm rồi đó. À, thấy chưa? Đấy, rất nhiều ảnh ở đây, nó sẽ tự động đồng bộ ở đây, thấy chưa? Đó, nó sẽ tự động đồng bộ ở đây. Đấy, cả video nó cũng đồng bộ lên đây luôn. Thấy chưa? Mình chưa cần làm gì đâu nhá, mình chưa cần làm gì đâu nhá. Đấy, nó là đồng bộ, các bạn thấy chưa? Ảnh của mình đã đồng bộ lên, tuyệt vời không ạ? Đó, nó đồng bộ lên đây hết rồi. Đó, các bạn đã thấy là dung lượng của chúng ta 64GB, 128 hay 512 hay là 1 TB đi, nó cũng thế thôi, nó cũng sẽ đầy luôn. Đó, cho nên là những cái giải pháp của bạn lưu lên đây, các bạn cứ chụp thật là đẹp đó, quay video thật là chuẩn, sau đó bạn lưu lên đây đó, thấy chưa? Đấy, những cái ảnh này hôm nay à, today à, các bạn xem này, today đấy, hôm nay chẳng hạn. Đó, lướt xuống thì nó sẽ là, đây là những cái cảnh khách của tháng 6 này, đấy những cái khoảnh khắc của tháng 6 này, đấy đây là những cái khoảnh khắc này đó, bạn thấy chưa? Đó, ở dưới xuống dưới này này thì ở đây là ngày hôm qua chẳng hạn, đó ngày hôm qua đó, ở đây là sẽ có đây này, ngày tháng 4 này đó, nó có ở đây hết đó, nó sẽ lưu tất cả ở đây đó, nó sẽ lưu tất cả ở đây đó, các bạn bắt buộc và các bạn phải backup ở đây, không thì các bạn sẽ không lưu được đó. Như này thì các bạn xem ở đây có những cái kỷ niệm nào có thể tạo được album, nó rất là hay đó. Sau này các bạn muốn lấy cái nào các bạn chỉ cần lưu xét về, nó chỉ ở định dạng 1080 ở mức 30 frame mà thôi, nhưng mà nó chất lượng nó cũng rất là tốt đấy, lưu hoàn toàn miễn phí mà. Đó. Thứ hai các bạn có thể sử dụng Google Drive. Google Drive thì nó bị chiếm dung lượng. Các bạn có những cái gói nâng cấp hoặc là mua dung lượng của Google Drive. Google Drive thì các bạn có thể tải lên bất kỳ file nào lên đây cũng được. Được chưa? Bất kỳ file nào, nhưng mà Google Photo chỉ ảnh với video thôi thì các bạn mới đồng bộ lên được. Đó. Còn Google Drive là các bạn đồng bộ tất cả những cái file đều được. Đó, những cái file kỹ thuật số, ảnh, GIF đều được. Các bạn có thể đồng bộ lên đây hoàn toàn được. Đó. Thường Google Drive mình sẽ gửi những cái file cứng hay là những cái file đúng dung lượng, khi bạn gửi 4K lên đây nó cũng sẽ có 4K, hoặc là bao nhiêu tệp gì, tệp nén này, tệp gì bạn gửi lên đây cũng được, nhưng mà dung lượng của nó bản miễn phí là không quá 15GB. Dạ, bản trả phí các bạn chỉ phải update. Đấy, update thì các bạn sẽ phải trả phí, hoặc là các bạn mua những cái neo unlimited đấy. Đấy, bạn cũng có thể sử dụng được. Còn những neo bình thường các bạn sẽ sử dụng 15GB miễn phí, 15GB cũng đủ rồi các bạn để tải video các thứ đấy. Đó, nó sẽ tự động bộ lên. Đó, chỉ cần có mạng là nó sẽ tự động bộ lên. Như cái này mình không cần làm gì cả, nó rất là tiện ích, nó backup dữ liệu của mình thường xuyên. Rồi ạ, trên điện thoại của mình lên đám mây thường xuyên. Đó, bây giờ kể cả mình xóa ở trên điện thoại ấy, thì nó cũng đã lưu ở trên này rồi. Các bạn chú ý là nó cũng đã lưu ở trên này rồi. Đó. Mình khuyên với các bạn là bạn nào cũng nên sử dụng app Google Photo. Khi sử dụng app Google Photo, các bạn cũng có thể chọn chế độ đồng bộ. Thứ nhất là đồng bộ khi có wifi, hoặc là đồng bộ khi có mạng di động và mạng wifi. Thường các bạn sẽ chọn là chỉ khi có mạng wifi mới đồng bộ, thì các bạn nó đỡ tốn cái dung lượng data ở trên sim của bạn. Và chỉ khi có wifi các bạn mới đồng bộ đấy cũng được, hoặc là các bạn chọn chế độ là đồng bộ cả Mobi, sorry, đồng bộ cả data trên sim, có là mạng di động ấy, trên sim ấy, hoặc là mạng wifi,
Nhưng mà thường mình chỉ đồng bộ mạng wifi khi có wifi nó tự động đồng bộ lên thì nó đỡ tốn cái dung lượng trên cái thiết bị của chúng ta và nó đỡ đóng máy, được chưa? Khi các bạn chạy ở chế độ mạng 3G hoặc mạng 4G đó là mình thường đồng bộ như thế kia đó, các bạn có thể áp dụng được. Thường Google Photo rất là tốt, được chưa? Mình khuyến cáo với các bạn dùng, và mình thấy là các doanh nghiệp ấy hiện tại rất là nhiều người dùng Google Photo đấy để lưu trữ. Các bạn sẽ không phải bỏ lỡ những cảnh cảnh khác nữa. À, hình ảnh các thứ đâu, được chưa? Nó sẽ tự động lưu trên đây. Đó là cái Google Photo. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Và đến đây mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Bye bye.